Và để tìm lời giải thì các nhà khoa học đã chụp ảnh linh hồn thông qua các phương tiện kỹ thuật. Trong đó thì có một nhà khoa học người Nga đã tiến hành phân tách linh hồn trên cơ thể của một người xuất hiện. Nhà khoa học này đã sử dụng máy ảnh điện sinh học để chụp ảnh đối tượng được thí nghiệm. Nguyên lý chụp ảnh là sử dụng phương pháp chụp ảnh phóng điện. Vùng màu xanh lam nằm ở phía bên trái trong hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy chính là khoảnh khắc mất đi sự sống. Qua hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy não là nơi mất đi linh hồn đầu tiên, sau đó là tới lỗ tai, tay, chân và vùng ngực. Liên quan đến vấn đề linh hồn này thì có rất là nhiều ghi chép liên quan. Trong kinh thánh của phương Tây cũng đã nói Đức Chúa Trời ban tặng sự sống đầu tiên bằng cách là thổi hơi thở vào lỗ mũi của Adam. Còn theo thần thoại Hy Lạp của phương Đông thì hồn của chúng ta sau khi nếu như không phát sinh ra bất cứ sự việc gì ngoài sự liệu thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Còn nếu như tâm bạn sáng như cái mồm của bạn cũng thì thiên đường cũng sẽ không có cửa cho bạn đâu nha. Tựu chung lại thì không có bông tuyết nào là chắc chắn cả. Và có vẻ như linh hồn cũng giống như vậy. Thế cho nên là chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó thông qua một số hiện tượng như là gãy sống lưng, sợ tắc gáy hay là khi mà chúng ta đang mơ màng. Hẳn là cũng có rất là nhiều bạn đã có những trải nghiệm tương tự rồi đúng không nào? Còn những bạn khác thì sao? Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của mình ở đây nhé.